Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạng Vật. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi của máy Godet EZ653 Plus, khắc phục lỗi máy báo đó là out of media, hay còn gọi là lỗi máy không hiểu giấy. Thì mình sẽ làm các bước để hướng dẫn mọi người cách khắc phục những lỗi này. Thì đầu tiên là nguyên nhân mà xảy ra những cái tình trạng lỗi này. Nhất đó là mình có thể là mình lắp đặt cái bực không đúng cách, thì các bạn phải nên kiểm tra lại tất cả cái cách lắp đặt giấy của mình có đúng cách chưa, mình đã đi qua cảm biến chưa, rồi đã đi vào khớp chưa. Thì nghĩa là cái bước đầu tiên là mình nên kiểm tra lại cái bước cách lắp đặt giấy mực. Nếu như mà các bạn đã kiểm tra rồi mà máy vẫn báo tình trạng đó là out of media hay còn gọi là không hiểu giấy, thì có một số nguyên nhân ví dụ như là mùi ở cảm biến hoặc là tạo ra cho tình trạng máy không hiểu giấy, thì mình cần phải reset lại, calibrate lại cái khẩu giấy hiện tại máy đang sử dụng để cho nó hiểu. Thì các bước làm mình sẽ làm như sau. Như các bạn thấy ở trên máy là máy đang báo đèn đỏ này, ở đèn media và đèn ribbon này, nghĩa là một trong hai cái này đang bị lỗi. Thì mình sẽ, hoặc là trên màn hình nó cũng báo luôn out of media này, or ribbon này, check ribbon này, thì mình sẽ làm cái bước này như sau. Đầu tiên các bạn tắt nguồn của máy in đi, các bạn nhớ tắt nguồn nha. Rồi bước thứ hai đó là mình nhấn giữ nút power, sau đó đồng thời một tay bật nguồn máy in lên. Trong khi bật thì tay mình vẫn giữ nút power nha. Mọi người để ý các dòng chữ ở trên này này, có dòng từ auto sensing mode này, thì mình thẻ thả đây ra, đây là auto sensing mode tự động đọc khổ giấy, thì nó đọc được cái khổ giấy này là 102 mm. Thì giờ mình nhấn, máy đã báo là ready này, ready to print này, thì mình nhấn nút fit. Và các bạn có thể thấy là máy ra là đã ra đúng gáp xé của nó. Thì giờ mình cứ nhấn nút fit là nó sẽ chạy giấy ra. Như vậy là các bạn có thể tiến hành in bình thường. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi của máy Godet EZ653 Plus không hiểu giấy. Thì nếu các bạn có thắc mắc cần hỗ trợ thêm, thì các bạn có thể gọi tới công ty Thế Giới Mạng Vật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập theo website thegioimangvat.com để được hỗ trợ thêm. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy like và nhấn subscribe để nhận được những thông báo video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.